Jimmy kính chào tất cả quý khán giả của Jimmy TV. Kính thưa quý vị, trong những ngày vừa qua thì Jimmy có đăng cái mẫu thông báo là nữ danh ca Châu Hà đã từ giã chúng ta vào ngày 15 tháng 8 tại Virginia. Nhắc đến tiếng hát của Châu Hà thì quý vị cũng nhớ ngay đến dòng nhạc của nhạc sĩ Văn Phụng mà một thời được mệnh danh là tiếng hát với cung đàn. Riêng với cá nhân của Jimmy thì Jimmy có may mắn là được phỏng vấn cô tới hai lần. Một lần là vào năm 2018 vào tháng 5 và gần nhất là vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 vừa rồi, Jimmy đã bay qua bên Virginia nơi mà cô đang định cư để thăm cô. Thì lúc đó cô cũng vừa mới trải qua một cơn phẫu thuật mổ tim. Khi mà Jimmy đến thì cô đã bình phục và cô đã khỏe, cô đã vui và nhắc lại những kỷ niệm. Cho nên Jimmy cũng đã ghi lại tới 4 tập phỏng vấn cô Châu Hà cũng như là với nữ danh ca Kim Tước và nam danh ca Anh Ngọc ở tại Virginia. Hôm nay khi mà thông báo tin buồn mà cô ra đi, Jimmy cũng rất là đau đớn bởi vì mất đi một người bà, một người cô, một người ca sĩ mà mình thương yêu mà có dịp đã được gặp gỡ rất là nhiều lần. Và hôm nay để tưởng nhớ về cô thì Jimmy xin mời quý vị cùng theo dõi những cái hình ảnh rất là kỷ niệm của cô Châu Hà cùng với người con gái mà cô rất là thương yêu, đó là chị Tina Văn Phụng. Chúng ta sẽ nghe hai mẹ con chia sẻ về những tháng ngày trước năm 75 cũng như là lúc mà ở bên Virginia. Mời quý vị cùng với chúng tôi theo dõi những hình ảnh rất là quý của cô Châu Hà cùng với chị Tina Văn Phụng. Xin chào cô. Châu Hà xin chào quý vị khán giả. Yeah. Và cũng cảm ơn Jimmy cho tôi cái dịp nói chuyện với khán giả. Yeah. Thế thì tôi cũng có một cái bất ngờ để tôi giới thiệu với quý vị. Đây là một sáng tác của tiếng hát với cung đàn to lắm, tên là Hà Châu và Tina Văn Phụng. Dạ thưa, kính chào quý vị ạ. Dạ thưa, thường thường Tina là tên gọi là Tina, nhưng tên thật của Tina là Nguyễn Thị Hà Châu. Dạ. Vâng, xin kính chào quý vị ạ. Hà Châu, Châu Hà cũng giống nhau. Được lại thôi. Dạ. Là tiếng Anh của chị là Tina Văn Phụng. Đúng tên vậy, bố chị đúng nữa. Vậy. Dạ, lấy cái tên của bố mình làm là họ. Dạ. Thành ra là Tina Văn Phụng. Dạ. Đó. Vâng. À, chị có ở gần nhà cô không? À, chị không có, rất tiếc chị không có ở gần nhà cô. Chị dạ. Thì ở bên bang Oregon. Oregon. Ừ. Dạ. Vậy thì sao cái cơ duyên lại chị em mình lại gặp nhau nơi đây? Vậy mới đặc biệt chứ bà. Đó, cái cơ hội rất là đặc biệt. Yeah. Là tại vì mẹ của chị thì chị nghe nói mẹ chị đi bệnh viện. Bé chị. Đó, thành ra chị cũng lo rồi chị để xem có thế nào. Thì mẹ chị nói là mẹ chị khó thở với lại tim đau. Thành ra mẹ đi bệnh viện. Cái xong cái là vài ngày sau cái chỗ bệnh viện nó gọi cho chị, nó nói là mẹ vô ICU. Thành ra làm cho chị hết hồn hết vía. Cái là mới là hấp tấp nhảy lên xe đi. Thành ra chị là chị chưa có dám đi bằng máy bay á, thì chị sợ, chị cũng có cái vấn đề sức khỏe của mình, thành ra mình không muốn đi máy bay. Thành ra mình cứ nhảy lên xe, mình lái từ Oregon mình chạy sang bên Virginia. Thì mình đi cũng khoảng 5 ngày, bị kẹt ở giữa cái chỗ tiểu bang Colorado. Nó tuyết quá chừng luôn, thành ra mình bị kẹt ở chỗ đó một chút xíu. Rồi cái là mình chạy sang bên này thì là đến nhà thương với mẹ rồi là chăm sóc sức khỏe cho mẹ từ hồi tháng 3 cho đến bây giờ ngày hôm nay. Thì cũng cảm ơn ơn trên là cho mẹ sức khỏe, phục bình lại sức khỏe. Thành ra bởi vậy ngày hôm nay mình mới có cái họp này. Đó, thành ra như vậy á. Phải nói là cảm ơn chị thật là nhiều bởi vì hồi tháng trước là nghe cũng rất là lo. Rất là lo phải không em? Trời, không biết là làm sao, chị cũng sợ quá chừng, cũng lo lắm. Lúc đó là cô ở nhà, cô cảm thấy phim sao cô? Cô thì vừa mới trải qua 25 ngày nằm trong bệnh viện đó. Thì cô tưởng là cô đi rồi. Là vì thông tin nhá. Sau cái thông tin rồi thì nó lại ra cái bệnh pneumonia, sư phổi. Mà cô không hiểu nó ở đâu ra. Lúc mà cô đi từ nhà đó ra nhà thương thì không có pneumonia.
Yeah. Mà đến lúc đến nhà thương, sau khi thông tin rồi thì nó phát ra cái bệnh nhồi máu nhá. Yeah. Thì rồi nằm đó vào ngày mùng 8 đến ngày 20 đó, thì cô nghĩ rằng là năm nay là tháng 3, ngày 25 thì năm 1935 là cái ngày sinh nhật của cô. Yeah. Thế bây giờ ngày hôm nay là ngày 20 tháng 3 rồi, vậy có thể ta sẽ chết vào cái ngày sinh nhật và cái ngày giỗ nó cùng ngày. Cô nghĩ thế, cô bảo vui quá, đặc biệt quá. Hả? Cô thật vui nhưng biệt. Mà cháu với chị Tina thì không một tí nào chết. Lo muốn chết. Thế xong rồi, đến cái ngày 25 tháng 3 không chết. Không chết thì tỉnh dậy thì thấy nghe thấy tiếng động nhà thương rồi bác sĩ rồi vô rồi để thử máu rồi đó tim này kia. Tôi bảo thế là mình chưa thoát. Còn thiếu nợ nhiều. Còn nợ nhiều. Mẹ còn nợ con. Không... mẹ còn nợ con nên ra mẹ không okay. Chưa trả nợ xong. Không cho mẹ, con nợ mẹ. Con nợ mẹ luôn. Con mình nợ nhau. Con nuôi mẹ, con phải nợ mẹ. Đó, đúng rồi, con nợ mẹ. Vậy là chị phải bỏ hết công việc bên đó là qua mình lo cho cô. Bỏ hết công việc là phải chạy đi. Thành ra mình phải làm sao giờ? Mẹ chỉ có một mẹ thôi, một người thôi. Thành ra mình phải... cái việc của mình thì là lúc nào mình làm cũng được, phải không? Yeah. Nhưng mà còn mẹ mình thì là chỉ có một sức khỏe chỉ có một người thôi. Thành ra phải bỏ hết tất cả, chạy sang bên này chăm sóc từng ngày, vô nhà thương 25 ngày. Wow, đó là cái tình cảm 25 ngày trời ở trong nhà thương. 25 ngày trời mỗi ngày ở nhà thương. Về thì cũng yếu lắm, yeah. Không đi được, không bước được, chân nó mềm như là bún á. Yeah. Lạ thì mình bước đi mà mình thấy cái đất nó mềm. Nó yếu thế đó. Yeah. Thế rồi về sau thì tập tành uống thuốc, ăn uống rồi đi ra ngoài. Yeah. Thì rồi nó cũng khỏe trở lại. Yeah. Ngày hôm nay thì khá lắm rồi. Yeah. Đúng là chồng, nhưng mà chồng tôi đừng có tưởng vợ là khỏe lắm đâu. Nó cũng khỏe chừng mực nào thôi. Nhưng mà may quá có con gái. Dạ. Nhưng mà mẹ cái lo cho vui. Bây giờ cũng đỡ. Dạ. Nhưng mà hôm nay Jimmy. Cô muốn thắc mắc gì nữa không? Dạ, thưa cô và thưa chị thì đây là một cái dịp rất là quý. Hai mẹ con cùng ngồi với nhau tâm tình với khán giả để cho khán giả được biết người con gái cưng của cô chú Văn Phụ Châu Hà. Sáng tác đặc biệt đấy. Của tiếng hát với cung đàn. Hình như tới hai sáng tác luôn mà phải không? Nhiều, ố một con cô nữa. Một cô nữa. Cô nữa thì cô là Hồng Hoa. Dạ. Ẩn tên của cô. Ông cô là gì? Cô kia là Nguyễn Thị Hồng Hoa. Nguyễn Thị Hồng Hoa. Cô tên thật là Hồng Tâm. Thế ông Phụng ông bảo đặt luôn là Hồng Hoa. Dạ. Thế là hai, cũng rất nhiều ẩn tên của mẹ. Dạ đúng ạ. Thì cũng có lý nhỉ. Dạ đúng vậy. Rồi sau lấy tên Văn Phụng vào nữa thì là thành không có bỏ ai cả. Cả hai người có tên với họ. Dạ. Thì cũng... kỷ niệm đó. Cũng là do ông Phụng ông ấy cũng đặt ra sáng tác là arrange tiếng hát với cung đàn ông hòa âm cái đó là ông hòa âm với cung đàn. Dạ hòa âm đặt ra đây. Cảm ơn chị với cái kỷ niệm và cái chia sẻ khi mà chị bay từ ở bên Oregon qua đây để chăm sóc cho mẹ. Thưa cô, cháu được biết là vào tháng 4 năm 75, trước đó một chút xíu cô cũng có một cái lời mời qua bên đâu hát đó phải không, đi ra vâng vâng. Lúc ấy cô hát ở Majestic. Thì cái bữa hôm đó là khách đông lắm. Yeah. Thì cô hát cái bài đó là bài Siboney. Xong rồi Mexico. Yeah. Hát xong rồi thì có một số đàn ông đến hỏi thăm, mời cô ngồi. Thì mới có ý kiến là mời cô với chú Phụng sang bên Singapore ký giao kèo với họ một năm. Singapore. Thế thì cô nghe cô thích quá chứ. Yeah. Mới đầu thích nhưng mà Singapore thì đi một năm trời thì còn con mình làm sao. Lúc ấy Tina còn nhỏ mà bé Thế rồi tôi bảo không phải để phải nghĩ ạ. Nên lúc về nhà nghĩ hai vợ chồng mới bàn với nhau. Mới bảo trời đi nhớ Tina cũng không đi được. Nhớ Tì lắm, không được đi được. Thế xong bảo thì mình đi một thời gian mình về, mà đằng này giao kèo phải đàn hát là không có ngày nào nghỉ cả. Đấy. Mà hình như cái chỗ đó cái rất lớn lắm đó. Rồi họ rất là năn nỉ, rất là tha thiết mời. Vì bên đó không chưa ai hát vậy. Thế thì rồi về sau chú bảo không, tiền thì tiền anh cũng không đi đâu. Tại vì đi ở nhà một mình anh không đi đâu. Thôi ở nhà với con
thi đó, cái hôm đó rồi, mấy hôm sau là 30 tháng 4. Wow. Nếu mà cô với chú đi ngày đó sang Singapore rồi, trước có mấy ngày thôi, khỏi có về. Là vì tin là cái cô đã mất lạc, liên lạc với nhau. Thế mới sợ chứ. Ôi mừng quá, may quá, có một thấy không? Cái chuyện mà quyết định mình cần đi, mình mới ở lại với con được. Hình như là mình có cái linh tính phải không mẹ ha? Mình có cái linh tính là cái chuyện nó không có ổn, thành ra mới... Khi mà rồi ông, cái cờ đỏ sao vàng đầy trong Sài Gòn rồi, thì mình lại càng thấy rằng cái sự mình không đi là thật là có lý, đáng lắm. Là vì ở nhà với con, ôm chặt với con. Thường quá. Cưng quá. Cưng là sáng tác mà. Sáng đặc biệt. Tình yêu của Văn Phụng Châu Hà. Tình là một chuyện âu sầu, tình làm nhiều nỗi thương đau. Tình là một chuyện chia lìa, tình là mình hồn thức đêm khuya. Tình đẹp từ một cung vàng, tình là mình lệ ướt rơi tuôn. Tình là một chuyện đau lòng, tình là mình mỏi mắt chờ mong. Yêu nhau chỉ cho thương nhớ, yêu nhau chỉ khiến đôi mắt mờ. Yêu nhau sao không đi tới, yêu nhau sao đã quên nhau rồi. Yêu nhau chỉ cho tan mơ, yêu nhau chỉ cho mắt quên mơ. Yêu nhau chỉ cho thương đau, yêu nhau chỉ cho mãi âu sầu.